Thân mến chào các bạn đến với kênh Sư Nậu. Hôm nay kênh Sư Nậu mời quý vị và các bạn đến một nơi địa phương, đó là xã Xuân Cảnh, và mời quý vị tham quan chợ xã Xuân Cảnh để quý vị nhìn thấy cái chợ hoạt động buổi sáng của chợ của xã Xuân Cảnh. Đây là một cảnh chợ ở miền quê. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái khung cảnh như là bao quát ở bên ngoài, đây là mạch trước của chợ. Quý vị cũng biết là bây giờ là thời tiết ở người dân xứ Nậu là đã chuyển sang mùa lạnh, cho nên quý vị cũng thấy là mọi người đang mặc áo lạnh và đang ngồi bán rau nhưng vẫn mặc áo mưa để cho ấm. Thời tiết bây giờ là có mưa râm râm bên ngoài. Thank you.
chợ cũng có người mấy vị. Đây là người đẹp thời trang sẽ tạo ra những cái mốt, cái model áo đẹp và quần đẹp cho mọi người ở địa phương đây. Thì đón xem kênh Xuân Nẩu trên YouTube cuốn chợ Xuân Cảnh Ngô là xem. Đây người đẹp. Người đẹp. Người bay đi à. Người bán người đẹp chúng tôi cho lên trường hình cho người tình xem giả giả đi. Người đẹp phải đỡ cho đàn ông nó chặt nó ghẹo đồ. Giá trị chứ không? Cừ đi, ăn đi cừ đi cho nó tự nhiên lên cho thế giới người ta xem hấp dẫn. Thì đó là vẻ đẹp của người Việt của chúng ta. Ở bên Mỹ chúng ta thích coi mấy cảnh này lắm. Bên Mỹ bao giờ thấy được cảnh này. Quay chi? Cho vô quay cái đây làm gì? Quay lên cho người ta xem. Người ta xem ra gì đó mà quay lại tập đồ vậy. Cái việc kiều ở Xuân Cảnh này lên
lên trên đây là đối đầu quay giùm đưa lên chờ xuống cảnh đi, nào không có dịp nhiều quá. Mỹ ở đây có cái con gì á, tên con gì tôi quên rồi ha. Hả? À, con gì mà mày còn cho hả? Nhiều lắm. Có. Bài phim giờ ở bên Mỹ người ta xem, người ta có nhiều Việt kiều bên Mỹ, người ta nói là người ta nhớ về quê hương nhưng mà không có dịp về quê hương. Bây giờ nhờ là quay phim rồi đưa lên trên chợ xuân cảnh để cho người ta xem. Mọi người lên cái kênh YouTube á, xuống nổi là quấn chợ xuân cảnh á, cái chợ xuân cảnh là nó lên hết. Là 2-3 ngày nữa là lên trên đó là xem là có nha. Lên YouTube á, quấn chợ xuân cảnh. Cũng được à, xuân cảnh Phú Yên là lên có. Việt kiều ở tại xuân cảnh này ở bên Mỹ là kêu tôi quay dùm và đưa lên trên mạng. Đây. Đây coi đi. Đó, bên Mỹ coi đi nha. Đó. Đó, đây là nhân vật có người bên Mỹ này. Đó. Xem đi. Rồi quay rõ nhất cận cảnh nhất rồi á. Rồi rồi. Kêu mấy người bên Mỹ gọi qua nói là quýnh chợ xuân cảnh xuân cầu Phú Yên. Là lên coi của kênh Sứ Nẫu là thấy được là có đó. À, Sứ Nẫu là quê mình đó. Như vậy là kênh Sứ Nẫu đã đưa đến cho quý vị và các bạn là cái cảnh chợ quê buổi sáng ở tại địa phương nơi này. Và lúc này là bây giờ là chỉ mới có 6 giờ rưỡi thôi. Chợ là đã đông và đầy đủ. Cảm ơn quý vị đã đến với kênh. Và quý vị nhớ nhấn nút đăng ký để mà theo dõi những video của kênh Sứ Nẫu về những nơi chợ ở vùng sâu vùng xa. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn những video sau.